Bé kia tính tiền cho bé nằm băng giường rồi đúng không? Ừ. Thế anh ơi, chị bé nó tính tiền rồi em nghe. Bé áo hồng á, đúng không? Bé đang đắp mặt á. Đúng rồi, áo thì bé áo hồng đó. Gắn trên giường chị bán cái khẩu trang mới. Thank you.
cho đại sứ. Đang làm trong đây anh. Mà mấy cái đèn nó ăn cái rớt miếng cái trời. Cái gì đó là cái gì là vườn gỗ đúng không? Vườn nó vườn gỗ đúng không? Vườn không? Vườn nó vườn sắt. Sắt mà nó giỏng gì bỏ đất thành. Sắt hay gỗ?